toxic. Ai đơn ke to thì ôm thích nhiều lắm không, mẹ ôm là trong bay bay vợ chứ thì ôm để bay bay, ôm thích mà để bay bay to là trong bay bay vợ không. Vì to mà bye bye vợ thì chồng bye bye vợ lâu rồi nha. Tuần này chỉ có chỗ nào là chỉ có ngoài quán. Ở đây có chỗ nào không? Không, chồng uống là chồng khỏe. Hiểu không? Xin được khỏe. Chồng bye bye. Chồng bye bye. Uống là gì cho khỏe, để cho nó béo, hiểu không? Béo. Nhưng mà chồng béo là chồng không đẹp trai đâu đấy. Đẹp. Yếu nhiều. Yếu nhiều. Chồng béo là mặt nó tròn giống như ngày trước nhỉ. Mà tròn xe. Em đã biết hình như mất rồi hay sao? Mất cái ảnh đấy rồi sao? À, môi tím. Quả áo quả ngày trước quả. Chồng béo nó mặt híp lại, cổ thụt. Chồng ngực to, chân tay to. Chồng. Chồng béo. Nhưng mà ngày trước là chân tay anh to. Chồng béo phở ngu. Vẫn còn tập được. Không nói. Càng ngày càng gầy. Giỏi. Nghỉ háo. Nói đi nhanh lên. Giỏi. Nói đi để hôn hôn cái cho anh. Cho anh. Để hôn cái cho anh gióp nhìn. Lên lên. Kích cái cho anh gióp nhìn. Hỏi anh ơi. Không. Cay không? Kích cái cho anh gióp nhìn. Để chồng đi pha. Thổ con quà lắm. Chồ con. Tao khoảng độ 2 năm về trước thì ủi mày ngay. Đúng không? Đang làm quay quay ở góc cua hả? Quay ở đã mang lên sao? Con mi về đi phát. Phở không thích trắng. Không thích. Mặt tròn như quả bóng. Good for him but not good for me. Nè, không good. Not diabetes. Good. Not good for you. Diabetes. But him, very thin. Good for me. Nói cái gì? Nói cái gì? Cái gì? Thách thức danh hài còn đâu nữa đúng không mọi người? Ngồi ngồi đi vào trong ngồi. Thách thức danh hài mình được vào vòng trong rồi thì nó hết chương trình. Hết tay. Thì thanh thư danh hài thì đến lúc mà được vào vòng trong thì hết mùa đúng bịp. Số mình nó cũng đen đấy thật, số mình nó đen của gì cái gì đây sợ ma không hiểu. Whisky anh chị. Là cái gì? Phê điệu cười. Là cái gì? Whisky anh chị à? Không hiểu. Là cái gì? To. Body to này. Nè, mấy fan toxic. Mấy fan bay bay mà body to. Kiểu như ngày xưa.
ngày xưa tôi nghèo, em chê tôi nghèo đúng không? Đến ngày hôm nay em phải hối hận vì tôi. Đấy, kiểu ngày xưa kiểu nói. Đã bao giờ có những bạn nam ở đây có cái tình trạng là náo đí mà trông nói, có cái tình trạng là ngày xưa tôi xấu, em chê tôi nghèo, à đúng không? Ngày xưa tôi nghèo, em chê tôi nghèo. Hôm nay tôi giàu rồi, em hối hận chưa? Đấy, xong bắt đầu mang xe, mang người giả. Đấy, em kiểu nói phét nữa, người yêu cũ, xong bây giờ em giả anh xe. Cùng toàn thế. Toàn mượn xe anh đi, mượn xe của em. Đúng không? Xưa anh yêu anh nghèo, bây giờ anh cũng ít sai rồi đấy. Quay mất xe của bố. Ngày xưa em cho tôi nghèo, tôi không có xe đúng không? Bây giờ em hối hận chưa? Tôi có xe rùa rồi. Được chưa? Anh một thằng xe ôm lên nó thằng cấp hơn là đi về đi chỗ đó. Tay. Tay. Không phải hự hự xong rồi thò tay vào lách đâu. Anh không có tuổi. Tao quyết đưa lên. Hay quá. Không qua nó đẳng cấp. Tay bỏ ra khỏi nách cho người hừ. Bỏ ra khỏi nách chết. Tí mày trông uống trông sặc. Ấm bước à? Lại ấm bước à? Nào. Tôi cái gì đây? Sợ mà. Thơm không? Không, hồi trời tắm. Tắm rồi. Hôm nay không tắm. Tắm rồi, chồng đi tắm với vợ. Ờ, chồng đi tắm nè. Ba. Ba gì? Một ngày ba nè mọi người nha. Đúng. Một ngày tắm lần thôi. Ngày tắm ba lần thì nhạt hết thịt. Vớ vẩn. Mình tỉnh. Mọi người cứ hỏi mà xem, như anh Job, em một ngày anh tắm mấy lần? Anh khai thật đi, một ngày anh tắm mấy lần? Chê nhưng mà cứ giúp con lách. Toxic. Không không, mọi người nói là chồng không hiểu. Anh Job đây rồi. Anh khai thật đi. Anh Job không tắm á? Cảm ơn báo. Đi ngủ đi mọi người. Ơi đi ngủ đi mọi người ơi. Em cảm ơn các anh, các chị và các bạn rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người đã xem like cũng như là ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn các anh, các chị. Chúc các anh, các chị có một buổi tối vui vẻ nha mọi người. Chúc mọi người những giấc ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye mọi người nhá. Bye bye.